Rồi thưa quý vị, cái chuyện mà nó đang được sự quan tâm của cũng rất là đông quý vị khán giả hiện giờ là cái chuyện lùm xùm giữa danh hài Thúy Nga phải không? Và ca sĩ Kim Ngân. Cũng giống như là với sư cô Xuân Liên, rồi thầy Thích Không Tên, hiện giờ nó đang tên thì tên Thích Không Tên, nó ngộ ha. Gọi là thích... lần đầu tiên tôi nghe, tôi nghe chị Hằng nói là Thích Phát Nữa thì nghe. Hồi đó cũng có một cái sư cô cũng không tên gì nó của ông Thích Nhất Hạnh, ông nhớ không? Yeah. Sư cô không tên hay gì là gì Thích đó. No Name đó, Thích Không Tên đó. Thích No Name. Yeah. Cái chuyện này nó xảy ra cũng cả hơn cả tháng nay rồi thưa quý vị, mà Nam Quang với lại anh Nguyễn Tiến Dũng không có nói, là tại vì chúng tôi vẫn bận nói về chuyện của chị Cuồng Cuộc, chị Hai với lại ông Võ Hoàng Yên, cũng giống như là ông Dũng là vôi, rồi sau đó là kéo theo Nhâm Hoàng Khang, rồi nhiều người nữa. Ba người bạn của chị Hằng là chị Liên, rồi chị Chuyên Ngô với lại chị Việt Hà, Vi Oanh, Linh Tung. Thì mỗi người chuyên về một chuyện, chúng tôi chỉ chuyên về chuyện chị Hằng thôi, còn cái vấn đề về Thúy Nga thì chúng tôi chỉ nghe sơ sơ, chúng tôi không có nghiên cứu. Cho đến cái lúc này, cái lúc mà chuyện của chị Hằng nó bắt đầu nó chậm lại rồi đó, nó sắp sửa có những cái kết luận giống như cái giấc mơ của anh Nguyễn Tiến Dũng đó thưa quý vị, thì chúng tôi mới nghe những cái lời, những cái comments của quý vị khán giả của chúng tôi, nói là anh Nam Quang và anh Nguyễn Tiến Dũng ơi, anh có những cái nhận xét gì về cái chuyện của chị Thúy Nga với lại Kim Ngân, với lại gia đình của chị Kim Ngân hay không? Thì lúc đó Nam Quang mới thực sự, Nam Quang nghiên cứu cái vấn đề này thưa quý vị. Thì thật sự ra chúng tôi đã không theo dõi cả tháng nay rồi, thành ra cái số lượng video clip với lại thông tin 86 cái nó quá nhiều để mà chúng tôi phải nghe lại từ từ để mà chúng tôi tiếp cận cái thông tin, để chúng tôi phân tích ra, phân tích rõ cái sự kiện. Nhưng mà bây giờ tới đâu hay tới đó như quý vị nha, những cái mà Nam Quang hiểu được thì là Nam Quang sẽ từ từ Nam Quang trình bày cho quý vị. Và cũng giống như cái vấn đề của Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, chúng tôi vẫn không có nhân vật phía nào hết. Chúng tôi không có bên phía bên Thúy Nga, chúng tôi cũng không có bên phía gia đình của Thúy Nga, chúng tôi cũng không có bên sư cô Xuân gì đây nè, sư cô Xuân Liên. Ok thưa quý vị, thì cái vấn đề chỗ này nó xuất phát từ đây, mình phải đi từ đầu nha. Cái chuyện như vậy, ca sĩ Kim Ngân là ai? Ca sĩ Kim Ngân là nhân vật chính trong cái vụ lùm xùm này. Và ca sĩ Kim Ngân trước đây mấy chục năm, cô là một ca sĩ khả ái, rất là đẹp, hot vô cùng. Tất cả những cái show nào mà có tên của ca sĩ Kim Ngân là bảo đảm là cái show đó thành công. Hầu như là đàn ông con trai thì mình khỏi nói rồi thưa quý vị, ngay cả những người đàn bà con gái nhìn cô vẫn phải là phải công nhận là cô đẹp. Rất là đẹp quý vị. Và sự đời đưa đẩy thưa quý vị, mọi thứ nó thay đổi hết. Thì Kim Ngân từ một cái ca sĩ nổi tiếng đẹp đó, thì mười mấy hai chục năm sau, bây giờ Kim Ngân là một người homeless, đi lang thang ở đường phố Bonsa trong Little Sài Gòn. Thì Nam Quang nhớ lại là cách đây khoảng chừng hơn 15 năm, thì Nam Quang cùng với lại cô Tuyền, thi sĩ Dương Tử Lê và một nhóm những cái anh chị em có tổ chức một cái buổi ca nhạc, để mà dùng cái số tiền mà quyên góp được đó ủng hộ cho ca sĩ Kim Ngân. Thì cái số tiền Nam Quang nhớ, nếu mà không lầm là hình như là lúc đó thu được là khoảng chừng 2.500 đô. Bây giờ nếu mà muốn biết lại chi tiết thì chắc phải hỏi cô Hạnh Tuyền đó. Nam Quang chỉ là một người giúp ở trong cái chương trình đó thôi, chứ thật sự ra là cô Hạnh Tuyền với là chú thi sĩ Du Lê là cái người mà chính tổ chức, trong ban tổ chức. Nam Quang chỉ chạy tới chạy lui, kê ghế rồi này nọ thôi, rồi mời bạn bè.
nhưng mà Nam Quang biết được cái vấn đề đó và Nam Quang biết được cái ca sĩ Kim Ngân từ cái thời gian đó nha, chứ trước đó Nam Quang không có quan tâm đến cái tình hình ca nhạc ở bên này, Nam Quang không có biết được ca sĩ Kim Ngân nữa quý vị. Nhưng mà sau cái lần đó, lần tổ chức cái buổi văn nghệ để quyên góp tiền cho ca sĩ Kim Ngân thì Nam Quang mới biết thực sự là Kim Ngân là ai. Thì lúc đó Kim Ngân homeless vào 15 năm trước với là Kim Ngân hiện giờ, Nam Quang thấy không có thay đổi mấy, thì cũng là cái hình ảnh đó, vẫn cái hình ảnh một cái người phụ nữ đầu bù tóc rối rồi xong rồi ăn bận theo cái kiểu người homeless rồi đi vòng trong khu vực đường Bô Sa là chính, đi trên cái trục lộ đường Bô Sa là chính, thì mọi người đều không có để ý đến cái chuyện đó, đa số ngay cả chính là Nam Quang lúc đó nhiều khi Nam Quang cũng không để ý nữa, nhiều khi đi vòng mình cũng quên mất là ok hình ảnh ca sĩ Kim Ngân là cái người mà hồi đó mình có tham gia để mà mình làm cái đêm văn nghệ giúp tiền, mình quên mất luôn cái hình ảnh đó cho đến khi mà Thúy Nga là cổ đưa ca sĩ Kim Ngân về, cổ nói là cổ tắm rửa rồi cổ mướn nhà này nọ cho ca sĩ Kim Ngân để mà rồi theo như là Thúy Nga nói thì cổ muốn giúp cho cả ca sĩ Kim Ngân. Rồi trong cái thời gian đó thì Thúy Nga có một cái kênh YouTube riêng và Thúy Nga document lại, ghi hình ảnh lại tất cả những cái sinh hoạt, những cái sự kiện nào mà liên quan đến ca sĩ Kim Ngân. Thưa quý vị, thì không ít thì nhiều, đó là một cái sự kiện mà nó bắt đầu nó lôi kéo sự chú ý của rất là nhiều người. Và cái kênh YouTube của Thúy Nga có view, có một cái lượng view rất là lớn. Thì quý vị biết rồi, cái kênh YouTube nào cũng muốn view hết. Ok, nếu như mà Nam Quang, bây giờ khoan dừng lại cái chỗ đó. Thì khi trước đó không ai tranh giành cái chuyện là ok mua nhà mua cửa gì cho ca sĩ Kim Ngân hết. Ok, nhưng mà sau khi mà Thúy Nga, Kim Ngân được Thúy Nga đưa vô cái show của Thúy Nga đó, thì bắt đầu có nhiều sự chú ý. Thì lúc đó có một cái vị chân tu đó, là ông thích không thích không tên đó, ông từ cái tiểu bang khác, ông nói là ông nghe qua cái clip của Thành Lễ chứ không phải là clip của Kim Ngân nha quý vị, không phải clip của Thúy Nga nha, ông nghe qua cái clip của Thành Lễ và ông thấy được cái tình hình của ca sĩ Kim Ngân và ông động lòng, ông muốn giúp ca sĩ Kim Ngân mua một cái mobile home. Tôi nói đúng không? Yeah. Ông muốn giúp ca sĩ Kim Ngân mua một cái mobile home để ca sĩ Kim Ngân ở trong đó. Thì cái đó ông theo như ông là đó là một cái ý tốt. Thì Nam Quang nghĩ là nếu như mà mình cái sự kiện nó dừng lại ở đó thì đúng là một cái ý tốt, đúng không? Thay vì bây giờ là một cái Thúy Nga phải trả tiền thuê cho ca sĩ Kim Ngân một cái phòng ở đi, một cái chỗ ở, thì bây giờ ca sĩ Kim Ngân được cả một cái mobile home. Cái mobile home ở đây ít nhất cũng phải là hai phòng, có chỗ giặt giũ và có bếp núc để mà nấu nướng luôn, có bếp núc, có phòng khách, chỗ đậu xe mà đúng không? Kim Ngân không cần xe, đúng vậy, có chỗ đậu xe luôn. Thì cái ý đó là ý tốt thưa quý vị. Thì bây giờ sao, nó có những cái conflict bắt đầu nó xảy ra. Thúy Nga bây giờ đang đi với lại Kim Ngân, đang thuê phòng này nọ cho Kim Ngân, tự nhiên có người nhảy vô nói ok bây giờ tôi mua nhà rồi, giờ Kim Ngân qua bên này ở đi, thì không ít thì nhiều nó có một cái sự conflict đụng chạm ở đó. Tại sao? Nam Quang nói thật với quý vị là hiện giờ Thúy Nga cổ có cái feeling là cổ đang giúp đỡ cho chị Kim Ngân, mà cổ đang làm tốt cho Kim Ngân. Bây giờ tự nhiên có một cái ông đâu tự nhiên không biết ở đâu nhảy vô nói ok là tôi giúp như vậy. Thành ra cổ có cái cảm giác là ông kia ông take cái credit, ông lấy hết những cái gì mà Thúy Nga đang làm tốt cho chị Kim Ngân, bây giờ bị ông kia hốt hết. Nam Quang nghĩ là một cái gọi là cái cảm xúc của một cái người bình thường thôi. Giống như nếu mà Nam Quang là Thúy Nga đi,
thì Nam Quang cũng thấy cái cảm xúc, cảm giác của một cái người bình thường, gọi là chân thật nhất, mình cũng thấy khó chịu trong cái vấn đề đó. Là tại sao mình đang ấy, tự nhiên cái ông này nhảy vô. Đó là cái mà Nam Quang nghĩ là Thúy Nga có cái feeling đó. Mà nhất là như vậy nữa thưa quý vị, nếu như mà là một cái người gọi là có một cái tấm lòng quảng đại đi, ok, cái người có tấm lòng quảng đại thì mình sẽ làm như vậy. Mình cân nhắc là giữa cái nhà, cái hầm, giữa một cái phòng cho chị Kim Ngân với lại một cái mobile home cho chị Kim Ngân thì cái nào hơn? Chắc chắn là cái mobile home hơn rồi, đúng không? Thì mình sẽ nói không, theo như nếu mà là Nam Quang á, Nam Quang nghĩ là Nam Quang phải nghĩ tốt cho cái người mà mình đang giúp đỡ. Nếu mà mình nghĩ mình giúp đỡ cái người đó thì ok, ông kia ông giúp còn nhiều hơn mình nữa, thì mình đưa qua nói ok, chị Kim Ngân, chị nên lấy cái mobile home đó, chị ở đó đi, đúng không? Rồi sau này nếu như mà em có lui tới để em làm thêm phóng sự đồ này nọ nữa, em cũng vẫn muốn update cho bà con, cô bác, cộng đồng Hương cái nơi ở mới của chị, cái cuộc sống của chị nó thay đổi ra làm sao, thì cái đó là cái mà Nam Quang nghĩ Nam Quang sẽ làm cái chuyện đó. Nam Quang sẽ pick cái nào tốt hơn cho chị Kim Ngân, ok. Còn chứ là Nam Quang không có bắt đầu so sánh là ồ, tại sao mình đang làm như vậy mà có người kia nhảy vô để mà họ có thể họ tranh giành cái sự ảnh hưởng của mình đối với chị Kim Ngân. Nam Quang không có nghĩ như vậy. Tại vì sao? Nếu như mà Nam Quang xuất phát từ cái lòng là muốn giúp đỡ chị Kim Ngân thôi, chứ Nam Quang không có muốn là ồ, Nam Quang giúp kéo chị Kim Ngân ra làm những cái show này nọ để mà kiếm tiền, ok. Nam Quang không có như vậy. Nam Quang, và Nam Quang cũng không có nói là Thúy Nga làm như vậy luôn nha quý vị nha. Nam Quang không muốn nói như vậy. Nam Quang chỉ đang nói là nếu như mà mình xuất phát từ cái vấn đề là mình muốn giúp chị Kim Ngân thì Nam Quang sẽ chọn cái option tốt hơn cho chị Kim Ngân là như vậy, ok. Bây giờ mình quay trở lại vấn đề của chị Kim Ngân nè. Mọi người không có thấy được cái principle của cái vấn đề, cái điểm chính yếu của cái vấn đề là sao? Là chị Kim Ngân là một người homeless. Về cái vấn đề là cái state of mind của chị á, nó không có được bình thường giống như những người khác, cho nên là chị mới đi lang thang đường phố. Chị không có thích ở một cái nơi ở nhất định, chị không có muốn ở một cái chỗ sạch sẽ, sạch đẹp này nọ, là đi ra đi vô phải đóng cửa hay là phải chăm sóc nhà cửa sạch đẹp. Không, chị không có cần cái đó. Cho nên là Thúy Nga nếu mà xuất phát từ một cái gọi cái ước muốn, cái mong muốn là giúp đỡ cho chị, chị Kim Ngân á, đem chị về tắm rửa sạch sẽ rồi xong rồi nói chị ở một cái phòng đồ này nọ như vậy rồi sẽ làm cho chị tốt hơn về tinh thần, Nam Quang không có nghĩ như vậy đâu. 20 mấy năm rồi, bao nhiêu cố gắng của gia đình, bao nhiêu cố gắng của bác sĩ, không cách chi mà Thúy Nga có thể mà thay đổi một cái về trong vòng vài tháng được. Nam Quang không bao giờ nghĩ như vậy được. Không bao giờ như vậy, ok. Nhưng mà mình cũng không có phủ nhận cái lòng tốt của Thúy Nga, ok. Cái lòng tốt của Thúy Nga tốt thì, nhưng mà rồi chị Kim Ngân chị đi về cái phòng đó, chị ở 5-10 ngày hay là 1 tháng 2 tháng rồi chị cũng lang thang đường phố thôi. Tại vì người homeless họ thích lang thang đường phố. Nam Quang đã từng cho tiền những cái người homeless, họ không có lấy. Có một số người nha, họ không có lấy. Tại sao? Người gia đình của họ chăm sóc họ rất là tử tế. Quý vị thấy họ đi vòng ngoài đường vậy chứ, những người ở gia đình của họ luôn luôn là đi sau quan sát họ. Khi nào mà họ đói bụng thì họ ghé tới họ mua đồ ăn cho những người homeless đó. Nhưng quý vị nha, đang có một số những homeless mà quý vị thấy họ cứ xách mùng mền chiếu gối rồi nọ, họ đi vòng trong đó mà toàn là những thứ là mùng mền chiếu gối hay là quần áo đẹp không à. Tại vì sao? Mỗi khi mà cái đồ kia nó dơ rồi đó, người nhà họ đem những cái sạch sẽ tới họ đưa thì những cái người kia họ lấy, họ xài một hồi, họ trả lên trên đường phố này nọ mà ở trước những cái cơ sở thương mại để mà họ ngủ đó. Thành ra từ từ khoảng chừng 3-4 ngày hay là tuần nó bắt đầu nó dơ, thì khi nó dơ thì người nhà họ lại tiếp tục họ supply, rồi họ không có để cho những cái người đó đói. Nhưng mà có những cái người homeless á thưa quý vị, họ chỉ quý vị đưa đồ cho họ ăn, họ không ăn nha. Cái đó là Nam Quang đã thử rất là nhiều lần rồi. Đưa đồ ăn, mình mua bánh mì
ở Lee Sandwich đó, mình đưa cho họ ăn họ không có ăn. Nhưng mà mình khi mà cái đồ ăn dư ở trên bàn mà mình quăng thùng rác, họ lại ra cái thùng rác đó để họ moi họ ăn. Mình không hiểu được, Nam Quang không phải là bác sĩ tâm lý, Nam Quang không có rành trong cái vấn đề về người homeless. Nhưng mà Nam Quang thấy những cái gì mà Nam Quang thấy thì Nam Quang trình bày cho quý vị luôn. Cho nên chuyện mà Thúy Nga đem chị Kim Ngân về muốn thay đổi cái nếp sống, cái sinh hoạt của chị Kim Ngân là gần như vô vọng. Không tưởng nó, thưa quý vị, không có làm được cái chuyện đó đâu. Cái đó là cái mà Nam Quang muốn nói. Cho nên là cái chuyện sư thích không tên muốn mua cho chị Kim Ngân cái nhà cũng tốt, cái đó là cái lòng tốt của họ. Nhưng mà chị Kim Ngân sẽ không có thích kê được cái chuyện cái nhà đó. Tại vì sao? Cái nhà đó sẽ phải là trả tiền hàng tháng nè, tiền, rồi tiền điện, tiền nước, tiền gas nè, tất cả mọi cái những cái đó phải có những cái người có trách nhiệm. Nếu muốn mua cái nhà đó cho chị Kim Ngân á, thì phải có những cái người đứng ở phía sau để thích kê toàn bộ những cái đó cho chị Kim Ngân. Chứ còn chị không có một cái khả năng gì giống như cái người bình thường để thích kê cái chuyện đó cả. Thành ra bây giờ nếu như mà mọi người nghĩ đến cái vấn đề chính của cái sự việc á, đừng có cãi nhau nữa. Tại sao? Chị Kim Ngân chị không có cần những cái chuyện đó. Chị Kim Ngân chị không có cần những cái chuyện đó đâu. Ok. Bây giờ tự nhiên mình đi, mình ra, mình chị không có cần rồi, bây giờ mình đem cái đó mình ra mình vú vô trong tay chị rồi, xong bây giờ mình lại cãi nhau, nó không có ra làm sao hết, đúng không quý vị? Đó thì cái đó là cái mà Nam Quang nghĩ là thôi, đáng chúng ta phải kết thúc cái vấn đề ở chỗ đó. Ok. Chị Kim Ngân, thật sự ra Nam Quang có nói chuyện với lại anh Gia là làm cái người cousin của chị Kim Ngân á, thì anh ta nói là chị Kim Ngân được gia đình thích kê rất là kỹ. Chị Kim Ngân muốn về nhà ngủ lúc nào là chị Kim Ngân là gia đình sẵn sàng có một cái chỗ cho chị Kim Ngân ở đó mà. Nhưng mà có cái là chị không có thích về, chị thích ngủ bờ, ngủ bồ nào thôi. Đó là cái mà anh Gia anh có nói như vậy. Và gia đình không bao giờ để chị đói khổ hết cả. Thành ra quý vị thấy đó là ở Mỹ cũng vậy thôi, là người homeless họ sẵn sàng họ được những cái, nếu mà gia đình không thích care thì họ vẫn được xã hội thích care. Thiếu gì những cái cơ sở hand to hand của chị Xuân, chị Hương nè, là cứ mỗi một thứ ba hay là thứ năm gì đó là nấu những cái phần ăn rất là ngon nha, phần đồ ăn nóng đi phát cho những người homeless đó, thưa quý vị. Thành ra họ không có bị đói đâu. Ok, trở lại với anh, nếu mà anh muốn nói thêm những cái gì. Không, đêm nay 20 phút rồi hết rồi đó, nói thêm chút xíu nữa đi đó. Ủa gì phải nói hả? Ông có suy nghĩ gì không mà chị tôi vừa mới nói? Chắc còn khoảng chừng 50 phút nữa đó. Thì thực ra nãy giờ Nam Quang cũng đã trình bày gần như là đầy đủ về quá trình của cô ca sĩ Kim Ngân. Nam Quang ở đây lâu rồi thưa quý vị, thì những cái điều mà Nam Quang chứng kiến và Nam Quang chia sẻ thật sự là cũng không có sai. Nhưng mà nếu mà nói và chị Kim Ngân á, thì chị thà hồi nào giờ không ai biết chị, rồi xong rồi chỉ là một cái người homeless bình thường với bao nhiêu khác đi lẩm nhẩm nói đó, thì đó lại là một câu chuyện khác, chỉ như bao nhiêu cái người mà homeless khác. Nhưng mà chỉ là một người ca sĩ quá đẹp, quá xinh tươi, mà bây giờ hình ảnh của chị như vậy làm cho rất là nhiều người bị rây rứt và bị coi như là cái hình ảnh đó làm cho người ta thấy cái cuộc sống này nó sao nó quá vô thường, hôm nay như thế này ngày mai như thế khác. Và hầu như là không ai biết là chị Kim Ngân cũng có mẹ, có con, có anh, rồi có em trai, rồi có cousin lum la. Tự nhiên bây giờ cái loại đó đâu mà quá trời. Thì mình mới biết được là chị Ngân chỉ có đầy đủ hết. Còn riêng về phía Nga thì thiệt ra là này, cái tựa đề của cái video clip của tôi là làm người tử tế có dễ hay không? Tử tế là gì, cái gì thưa quý vị? Tử tế là lấy từ cái câu nói của chị Phương Hằng, là người tử tế có dễ không? Thì ra là tử tế trong lòng ai cũng có những cái, mình là con người mà có trái tim, có khối óc, lá gan 50 kg thì trái tim cũng được 30 kg. Mình thấy những hình ảnh đó thì mình không giúp được bằng cách này thì mình bằng cách khác. Riêng về Thúy Nga, tại sao mà Thúy Nga có cái tình cảm gì, chắc Dũng nghĩ là cũng xuất phát từ cái thời chung một tổ, tổ nghiệp sân khấu, cùng ăn chung lọc tổ,
cùng có những cái cảm nhận, cũng có cái tình người, cũng có những cái mà suy nghĩ và cái cảm xúc, cũng là những người nghệ sĩ giống nhau. Ừ. Nếu mà quý vị thấy chị Kim Ngân đi, cái sự homeless và cái phong cách của chị Kim Ngân khác hẳn như là những cái người homeless bình thường thôi quý vị. Từ phong cách, từ cái ngồi, từ cái đứng, từ cái đôi bàn tay nha, từ cái đi đứng rồi cái đôi bàn tay của chị nha, mình nhìn mình biết không phải là một người phụ nữ của gia đình bình thường, là không phải, là một người của xã hội đã từng có một cái quá khứ lẫy lừng vàng son, nhìn thấy thì mình biết nha. Thì giống như là Nam Quang nói, thì cái sự tử tế đó đối với Thiên Nga dành cho cô Kim Ngân, Dũng cảm nhận được là bao nhiêu người giống như anh Trung Nghĩa cũng đã chờ chúng ta quyên góp cho chị Kim Ngân, rồi chúng ta làm này cho Kim Ngân, làm cây cho Kim Ngân, thì rõ ràng những cái lần đó rõ ràng gia đình của chị Kim Ngân không ai từ chối hết trơn, không ai nói thôi dẹp nha, có người lo rồi nha, Trung Nghĩa dẹp nha, Tình Lễ dẹp, tôi không có nghèo đói, Kim Ngân không có cần tiền đâu, không ai nói gì hết á. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là anh Gia Nguyễn gì đó, anh lên cũng có nói là Kim Ngân không có khùng, Kim Ngân không có điên, Kim Ngân là một người bình thường, xong mà Kim Ngân không có cần tiền, Kim Ngân đầy đủ, người này lo kia lo. Nhưng mà thiệt ra Dũng kể kỷ niệm mà Dũng đã chứng kiến với chị Kim Ngân, thiệt ra là chị Kim Ngân cần tiền. Chị Kim Ngân có tâm thần hay không? Thiệt ra là có. Là có một lần đó Dũng đi tới cái chỗ mà sửa đồ với giặt ủi ngay góc Magnolia với lại Bosa, trong đó có một cái tiệm giặt ủi sau lưng của 7-Eleven. Thì Dũng vô trong đó thì đang lại gặp ông chủ, nhưng mà lại gặp con của ông chủ. Ông chủ cũng bằng tuổi trang lứa của Dũng, còn con của ông chủ khoảng chừng 20 mấy tuổi. Thì Dũng vô đó cái tự nhiên cái thấy chị Kim Ngân bước vô. Chị Kim Ngân kêu cái cậu con đó, ông ấy, ông có tiền không, ông cho con một ít tiền đi ông. Rõ ràng chị Kim Ngân cần tiền. Và cái cách xưng hô thì rõ ràng chị Kim Ngân không có được bình thường. Khác với những gì mà anh Gia nói. Thì Dũng mới thử gì như mới thử, mà là Dũng có câu chuyện cái tỉnh không, nói đây không phải là ông. Cái ông chủ là đi rồi, đi công việc rồi, bây giờ chỉ có con ông chủ thôi, mà con chủ mới 20 mà mình lớn rồi sao kêu bằng ông tin con. Mà chị Dũng cũng vậy, quay qua nhìn tôi xong rồi vẫn là ông ấy, ông cho con tiền nha ông, vậy đó. Rồi mình thấy chị không bình thường rồi, thì mình Dũng rút 20 ra Dũng cho chị, biếu chị chứ không dám dùng từ cho chị. Chị nói là đàn chị, nói là đàn chị thì quá đáng, chỉ bằng tuổi tôi đó. Đúng rồi, thì mình cũng cảm xúc được là một người cũng là đồng nghiệp, cũng thờ chung một tổ vậy, thì mình cũng móc tiền ra, mình coi như lì xì đi, nói là cho thì có thể biếu đi. Cái chị cầm tiền, con cảm ơn ông. Y như là chị gọi như là má ai cái gì đó. Không rồi, chị đi ra ngoài, ngồi nữa cái Dũng giao đồ giặt rồi với gì đó, sửa đồ xong rồi cái Dũng lại vòng ra đằng trước, lại đi vô trong 7-Eleven để pick up đồ Amazon. Ủa lại gặp chị nữa. Ông ấy, ông bán cho con bao thuốc lá đi ông. Kêu một mẹ vừa cũng vô xíu. Trời ơi, xin tiền mình kêu qua đi mua thuốc lá. Dũng nói trời đất thôi. Lại móc tiền ra trả cho chị, nói thôi được rồi, lấy cái tiền cất vô đi rồi thuốc lá rồi được trả tiền chị, tức là trả cho chị một lần biếu, một lần mua thuốc lá cho chị đó. Thì rõ ràng là chị có cần tiền, chị biết, mặc dù là chị có không có được tỉnh táo, nhưng mà chị biết phải có tiền mới mua thuốc lá được. Rồi phải biết đi xin tiền, mặc dù là cái xưng hô rồi nó quá đổi lạ lùng của một cái người không có tỉnh táo, nhưng mà biết xin tiền, có tiền rồi thì biết đi mua thuốc lá. Nếu có nghĩa là mình không có giải thích được. Thì tôi cũng có cảm thấy cái xót xa cho một người đã từng là đứng dưới ánh đèn màu, từng lung linh, từng lộng lẫy như vậy, mà bây giờ lại là như vậy. Thì tôi nghĩ Thúy Nga chắc cũng có những cái đồng cảm giống tôi. Do đó mà muốn có thể có một cái phép màu nào đó hiện ra sao quý vị. Trên đời này luôn luôn có những điều không giải thích được, biết đâu bằng cái tình cảm của hai người, hai thế hệ, hai cái bộ môn khác nhau, một người tấu hài, diễn hài, một người là ca sĩ, hai người đều là phụ nữ, hai người đẹp ở hai phương trời, bây giờ gặp nhau có thể người này nâng đỡ và giúp đỡ và biến đổi và có một cái phép màu nào đó để chị Kim Ngân để trở thành một người mặc dù không bình thường được, không cách gì bình thường, nhưng mà có thể từ từ để gợi lên cho chị những cái ký ức,
rồi những cái mà thói quen thay đổi, những cái thói quen lang thang ngoài đầu đường xáo chợ trở thành một cái thói quen của một người có chăn ấm nệm êm. Bởi vì thưa quý vị, những người đàn ông mà chúng thấy mà lên hết hết ở ngoài đường, mình còn thấy là không biết lúc người ta bệnh thì sao, ta thuốc đâu uống, ta nước đâu uống ta, rồi đi restroom, rồi đi tắm rửa, rồi những cái lúc mà mùa đông giá rét rồi co ro gì vân vân, nó không có đơn giản giống như là tại ta thích sống vậy là xong, mà không phải, mà mình xuất phát từ một cái suy nghĩ, từ một cái tâm của một cái người bình thường. Mình nghĩ rồi chắc là Thúy Nga cũng nghĩ là nếu mà thay đổi được chỉ có một cái sắc màu nào đó, biết đâu đúng, đúng không ạ? Thì Thúy Nga nhìn cái đầu dưới gốm mà, nhưng mà thiệt dễ sợ thiệt, nó bớt lại vậy đó. Thì Thúy Nga ráng cố gắng thay đổi, nhưng mà thiệt ra ở Việt Nam nó khác với bên Mỹ, nó hoàn toàn nó không có giống. Tôi nói với ông nè, ok, mình khi mà tôi nhìn một cái vấn đề, tôi nhìn vấn đề lâu dài và tôi nhìn vấn đề rất là gọi là vô, gọi là cái thực của nó luôn, mà cái thực rất là phũ phàng nha quý vị nha. Ok, quý vị có bao giờ quý vị chăm sóc bố mẹ của quý vị chưa, chăm sóc những người già, những người bị thần kinh á, quý vị có bao giờ chăm sóc chưa? Rồi cái vấn đề không có đi lại được và vấn đề về y tế ở đá tùm lum tà la hết, quý vị có bao giờ chăm sóc bố mẹ chưa? Chăm sóc ngay chính cái người thân của mình là nó đã rất là mệt mỏi rồi, thì bây giờ Nam Quang nói thiệt á, ok, bây giờ quý vị có thể nói là Nam Quang, tại sao Nam Quang đi ngược lại cộng đồng mạng, hay là tại sao Nam Quang nói xấu Thúy Nga vậy? Nam Quang chưa bao giờ nói xấu Thúy Nga nha, nhưng mà Nam Quang phân tích cái vấn đề đi góc cạnh khác. Cái góc cạnh này rất là thật nha, là Thúy Nga sẽ chăm sóc được cái chị Kim Ngân này tới bao lâu, trong cái lúc này chỉ tự đi tiêu đi tiểu được, chỉ còn đi lại được, và chỉ còn cái khía cạnh là coi như còn mình quay phim rồi này nọ trên YouTube được. Còn bây giờ nếu như mà bây giờ chị nằm xuống, Thúy Nga có chăm sóc chị hay không, hay là bây giờ lại là nhà nước chăm sóc, nursing home, hay là chính gia đình của chị chăm sóc, cái đó là cái mà mình phải thấy được, chứ không phải nói là bây giờ Thúy Nga tử tế. Yes, Thúy Nga tử tế, nhưng mà được bao lâu? Quý vị có hiểu Nam Quang nói hay không? Có nhiều cái á, ok, lật bàn ngửa luôn. Bây giờ nếu như mà chị không có cái giá trị về khai thác về cái YouTube đó, Thúy Nga có tiếp tục mà coi như là chăm sóc chị hay không? Thúy Nga muốn lên đây tranh luận với Nam Quang, tranh luận luôn, là cái đó là cái sự thật. Ngay cả chính gia đình của mình, người thân của mình, bố mẹ mình mà mình chăm sóc mà mình còn bị stress, mình bị khủng hoảng nữa, chứ đừng có nói là bây giờ mình chăm sóc một cái người ngoài không có liên hệ gì máu mủ với mình. Đừng có chơi cái trò mà ma mị mà bị đặt nói là ok tôi này tôi kia với Nam Quang nó. Khi mà mình nói về một cái vấn đề, mình phải nói về cái sự thật trần trụi nhất của nó. Ok, đừng có nói cộng đồng mạng, lên đây chơi với Nam Quang luôn đi. Đặt cộng đồng mạng hay là không cộng đồng mạng, Nam Quang mà sợ cái cộng đồng mạng hả? Nam Quang trước giờ Nam Quang với anh Tiến Dũng không có đụng tới cái chuyện bà Hằng đâu. Ok, Nam Quang không có khe gì cái chuyện là cộng đồng mạng hay gì hết, mình chỉ nói sự thật, mình nói về chính nghĩa thôi. Cái đó là lý do tại sao mà mấy bữa nay khi mà Nam Quang chưa có muốn đụng cái chuyện Thúy Nga với lại cái vấn đề này, Nam Quang mới nói mình công nhận có một cái short term là Thúy Nga làm những cái chuyện này nó cũng tốt cho chị, đi gội đầu cho chị, làm cho chị vui rồi nọ. Nhưng mà bây giờ nếu mà Thúy Nga đừng có quay những cái phim như vậy, đừng có lên YouTube hay là gì vậy đối với Nam Quang, và Thúy Nga làm hết tất cả những cái đó, chỉ có đau ốm bệnh hoạn, Thúy Nga là thánh đối với Nam Quang rồi. Ok, Nam Quang không có làm được như vậy, thật sự như vậy, Nam Quang không vậy. Nhưng mà Nam Quang đang nhìn cái vấn đề trần trụi lắm, nó rất là thật, quý vị. Thành ra đừng có đi từ cái sai của chị Hằng qua một cái khác. Ok, Nam Quang với anh Tiến Dũng đã nhìn ra được cái bộ mặt thật của ông bà Hằng với lại Dũng, thì Nam Quang với lại anh Nguyễn Tiến Dũng, không, xin lỗi, tôi không muốn kéo ông vào cái chuyện này, Nam Quang cũng sẽ nhìn ra được những cái người nào muốn lừa dối cộng đồng, thưa quý vị. Thành ra đừng có nói Nam Quang là cộng đồng này hay cộng đồng kia. Ok, Nam Quang không có sợ cái cộng đồng gì hết á, Nam Quang chỉ là cái người mà tin vô những cái phán đoán của Nam Quang về chính nghĩa thôi. Ok, rồi trở lại với ông. Lời xin lỗi không được chấp nhận. Rõ ràng anh em, nhưng mà Dũng có cái suy nghĩ khác thưa quý vị. Thì dù sao Thúy Nga cũng có cái bước khởi đầu,
cái bước bắt đầu đó đáng trân trọng, còn cái đường dài như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì ra Dung biết là bây giờ Thúy Nga và chị Ngân cũng đã chia tay, thì đương nhiên gia đình của chị Ngân cũng phải mạnh hơn. Không thể nào mà Thúy Nga mạnh hơn gia đình của chị Ngân được. Nhưng mà Dũng nghĩ là Thúy Nga nếu mà như là Nam Quang nói là về cái khía cạnh YouTube, thì bây giờ dẹp cái khía cạnh YouTube thì ít nhiều gì Thúy Nga cũng đã có những cái bước bắt đầu nó để cho chúng ta đáng để mà cho chúng ta suy ngẫm lại về giữa cái tình người giữa người ở cái mảnh đất là quê hương thứ hai này. Bởi vì nhiều người cứ thấy là tội nghiệp, nhưng mà ngoại trừ cái vấn đề gom góp quyên góp tiền bạc xong không có làm hết, ngoài cái chuyện cái đó thì ok, mình cũng một cái câu chuyện mình nhìn được hai cái khía cạnh khác nhau. Nam Quang nhìn ở góc cạnh khác, Dũng nhìn ở góc cạnh khác. Có thể là Thúy Nga sẽ không có kéo dài được, tại vì bây giờ đã kết thúc rồi, đúng không ạ? Sẽ có lời khen, lời chê, lời tiếng ông, tiếng ve hay gì, bất cứ có điều tiếng gì xảy ra để mà kết thúc cái câu chuyện. Thì ngày nay cũng đã câu chuyện cũng đã kết thúc. Nhưng mà Dũng nghĩ dù sao Thúy Nga quay hình để cho, nếu mà cái gì cũng vậy đó, đừng có quá lố thì thôi. Nhưng mà Thúy Nga cũng đã quay hình để cho cộng đồng mạng biết, hay là cho thế giới biết về có một cái tình cảm nảy sinh giữa cô em Thúy Nga và cô chị là Kim Ngân, thí dụ vậy. Thì nếu mà đường tốt đẹp thì thôi không có chuyện gì xảy ra, thì không có gì để nói. Nhưng mà nó có quá nhiều cái rắc rối thì Dũng cũng mừng là Thúy Nga và Kim Ngân cũng đã có một cái kết thúc, là Thúy Ngân về Thúy Nga cũng đã thoải mái rồi, chia tay với chị Kim Ngân. Kim Ngân có một cái được gia đình, được ông sư thích không tên hay gì đó, cho một cái máy ấm. Như vậy thì cũng đã tốt rồi. Còn những cái việc mà nếu mà cái chuyện này mà nó kéo dài thì Thúy Nga mà có buông xuôi cái gì là bó tay thì mình không có thấy làm lạ. Đúng rồi. Bởi vì sức người nó là có hạn. Không thể nào mà cứ nay gắn bó với một người nay nắng mai mưa, làm gì cũng không vừa ý, muốn chửi thì chửi, người muốn ra đi, muốn cái gì đó thì mình không có thể nào mà kéo dài cái đó được. Thì mình cũng thông cảm cho Thúy Nga. Nhưng dù sao Thúy Nga cũng đã có một cái hành động khác, người khác, là bắt tay vô để mà thực hiện những cái điều mà Thúy Nga muốn làm cho cuộc sống của chị Kim Ngân tốt hơn. Nhưng mà nhiều khi lực bất tòng tâm, hay là còn dư luận xã hội, rồi còn cuộc sống gia đình, rồi còn gia đình riêng của Thúy Nga, còn con, còn cái, còn bao nhiêu thứ phải lo. Thì ok, thì tôi luôn nhìn với cái ánh mắt tích cực rồi. Còn sẽ có những cái buổi phân tích tiếp theo sau, tùy theo những cái giống như người nhà của Thúy Nga lên tiếng, hay là người thân, hay là mẹ, hay là gì của Thúy Nga, hay là Thúy Nga lên tiếng như thế nào đó, thì lúc đó thì mình tiếp tục. Còn ngày hôm nay Dũng với Nam Quang nói rõ là theo yêu cầu của quý vị rất là nhiều, vừa inbox vừa comment, là mình đang muốn nghe ý kiến của Dũng và Nam Quang về cái vấn đề này. Thì Dũng và Nam Quang nói không có nghĩa là hai người đó hết chuyện nói, giờ theo cái vụ chứ nghe với lại Kim Ngân là không phải nha, thưa quý vị. Tại vì đây là một cái hiện tượng cũng là của xã hội. Ngoài cái vụ này ra còn có cái vụ của cô Uyên Phạm gì mà với lại Đan Nguyên nữa. Nhưng mà thời gian thì không có nhiều, mà hết sự kiện này tới sự kiện nọ thì Dũng và Đăng Quang sẽ tùy theo ý của quý vị và tùy theo hai anh em coi là nên chọn cái đề tài nào để mà mình nói, để mình phân tích, để mình bình luận phản biện gì đó để hậu chuyện cùng với quý vị. Thưa quý vị, cảm ơn anh Dũng. Thì thưa quý vị, thật sự ra hồi nãy lúc mà Đăng Quang nói, lúc mà trong cái bình luận đầu tiên của Đăng Quang thì Đăng Quang nói là Thúy Nga với lại những cái người mà giúp đỡ cho chị Kim Ngân đó nên ngồi lại với nhau, tại vì cái công việc này không có phải là đơn giản đâu. Thúy Nga sẽ không có thể nào làm một mình được, đúng không thưa quý vị? Thì nếu như mà Thúy Nga ôm hết vào trong người, không có để cho những người khác tiếp tục cái công việc của Thúy Nga đó, thì là sẽ tới một lúc Thúy Nga sẽ mệt mỏi, Thúy Nga buông bỏ thôi. Nó quan chắc chắn là như vậy. Mà khi mà buông bỏ như vậy thì chị Kim Ngân làm sao? Chỉ là quay trở lại với cuộc sống của chị, và cái đó Thúy Nga đâu có muốn có cái chỗ lui tới ở cho nó đàng hoàng lịch sự, phải không Thúy Nga, đúng không? Đăng Quang nói đúng không? Thì đó là cái mà Đăng Quang muốn. Thí dụ bây giờ có những cái tấm lòng nhân ái tử tế, họ muốn tiếp tục, họ support, họ tiếp tục cái bước đầu mà Thúy Nga đưa ra, thì nên hợp tác với họ, chứ đừng có nghĩ
là họ muốn tranh giành gì với mình cả. Thế này có bất hợp pháp không? Không, tôi không biết. Tôi đang nói cái vấn đề như vậy. Tại sao? Tại vì không có sự đồng cảm, thành ra nó mới tới đưa tới cái chuyện conflict rồi chia sẻ ở trên YouTube rồi bắt đầu là cãi lộn nhau, đúng không? Thành ra ok, tại vì mình là một cái mục đích tốt đẹp là giúp đỡ chị Kim Ngân, ai cũng muốn giúp đỡ chị Kim Ngân hết, thì ngồi xuống làm việc với nhau. Ok, giờ tôi giúp này khoảng chừng ba tháng này nè. Ok, Thúy Nga giúp tới đây rồi, bây giờ Thúy Nga phải lo việc gia đình mà quá rồi. Ok, bây giờ tới người khác. Ok, ông sư chân không gì đó nhảy vô. Ok, giúp mấy tháng rồi xong sẽ có những cái người tử tế không khác. Không tên, chân không là không có mang gì hết. Không, thích không, không tên. Không tên đó, nhảy vô rồi xong rồi sư cô Xuân Liên. Hay là bất cứ quý vị ở trên cộng đồng mạng mà quý vị nói đó, những cái người mà anh hùng bàn phím đó nhảy vô giúp đỡ cho ca sĩ Kim Ngân thoải mái thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà đó là một cái công việc rất là mệt, rất là cực, cần rất là nhiều người chăm sóc và tiếp tục quý vị, chứ không có phải là đơn giản. Mà bây giờ quý vị nói Thứ Nga có thể là thiết kế Kim Ngân hòa được, không có đâu, năm qua không bao giờ tin cái chuyện đó nó xảy ra được đâu. Nhưng mà tiếc một cái là gia đình của Thứ Nga và gia đình của cô Kim Ngân và cô Thứ Nga không có cái tiếng nói chung, cái thành ra bây giờ cái hình ảnh là về cái việc thiện hay là cái tâm lành nó bị xấu đi. Bên anh Giang Nguyễn gì đó, ở anh họ gì của cô Kim Ngân cũng lên tố và dùng những cái từ ngữ như là con hề với lại cái gì gì đó, thì rõ ràng là nó không có hay. Đúng rồi, nếu như mà nói nếu mà Giang Nguyễn nói về nào, cái từ là con hề, thì Nam Quang cũng không có đồng ý với lại cái cách sử dụng từ đó của Giang Nguyễn. Và Giang Nguyễn cũng đã nói là cái quyền tự do ngôn luận, gọi ai gọi vậy, thì rõ ràng là cộng đồng mạng cái gì đó cũng lên dùng những cái từ ngữ đó lại đối với Giang Nguyễn, thì Giang Nguyễn là không chịu. Giang Nguyễn nó là thứ mất dạy cái này thế nọ, thì cái chuyện nó quá dài thưa quý vị. Chuẩn bị đóng phải không? Chưa biết đó. Em đóng chút em còn ở xong nó có tiền. Chắc sắp xong rồi. Rồi ok, rồi chút nữa tụi anh đi ra. Ok, thank you. Rồi rồi. Ok vậy thôi, mình ok. Mình nói thêm chút xíu nữa. Rồi thì bây giờ đó, thì nó là như vậy, thì Dũng cũng mong là có một cái tiếng nói chung giữa gia đình của cô Kim Ngân và cô Thúy Nga, để dù sao gia đình cũng nên appreciate, như là đánh giá cao về cái tinh thần của cô Thúy Nga, mặc dù là cái Thúy Nga chưa hề có cái kinh nghiệm của cái vấn đề mà chăm sóc cái người mà không có tỉnh táo, không có bình thường, mà người homeless và những cái người mà có cái đầu óc có những cái cuộc sống hoang dã, mình thấy cuộc sống hoang dã đó, mà gò ép người ta vào một cái cuộc sống khuôn khổ nề nếp, xong rồi Thúy Nga lại rõ ràng không có kinh nghiệm, và gia đình của cô Kim Ngân cũng vậy, cái cách cư xử hay cái gì gì đó nó lại không có được tế nhị, nó làm tổn thương cái trái tim của những người nghệ sĩ. Rồi cộng theo cái cộng đồng mạng fan của Thúy Nga, fan của bên này, fan của bên kia vô, làm cho cái việc nó rối mù lên. Thì thay vì chúng ta nhìn và giải quyết cái công việc đó một cách có nhân văn, có văn hóa và có tình người, thì bây giờ nó lại đi quá xa, làm cho những người tắt nước theo mưa rồi đó, cũng vô cũng lùm xùm, rồi nó làm tổn thương cho nhiều giới. Đó thì đó là những gì mà Dũng muốn chia sẻ về cái vấn đề đó trong ngày hôm nay. Rồi thì mình chia tay đi, có gì mình sẽ hẹn lại vào ok vào không sau. Tại vì có một số người không có hiểu về cái vấn đề, tôi ra tôi cũng muốn nói thêm chút xíu. Thưa quý vị, cái vấn đề ở chỗ này nè, Nam Quang kêu gọi cả hai bên hợp tác với nhau. Nam Quang cũng không có bên Thúy Nga, Nam Quang cũng không có bên Sư Không Tên. Nếu mà Sư Không Tên cũng nên phải hợp tác với lại Thúy Nga, chứ còn không phải là, tại vì sao hai bên, nếu như hai bên đều có chung một cái mục đích là muốn giúp Kim Ngân, ok, thì nên hợp tác với nhau. Còn nếu như mà Sư Không Tên muốn dành hết, dành để làm gì, đúng không? Sư Không Tên cũng muốn là, tôi đang vẫn nói là thí dụ như vậy, cái này là cái xuất phát từ một cái điểm chung là muốn giúp đỡ Kim Ngân, thì ok, mình những người nào giúp được cái gì thì giúp cái đó, chứ đừng có dành Kim Ngân cho chính mình. Tại cuối cùng quý vị cũng không thể nào mà take care được Kim Ngân lâu dài đâu, Nam Quang chắc chắn là như vậy, không có thích kê được chị Kim Ngân lâu dài đâu. Thành ra thôi đừng có dành dịch gì của nhau hết á, ngồi xuống gia đình của chị Kim Ngân cũng nên làm việc với lại những cái người
có lòng hảo tâm muốn giúp cho chị Kim Ngân, ok. Thì bây giờ nếu như mà chị Kim Ngân không có muốn, không có thể nào take care được cái mobile home đó, thì sẽ có một cái người nào đó đứng ra chích ở trong một cái khoản tiền nào đó của bà con đóng góp hay gì đó, nó không biết đâu. Bây giờ có nhiều người muốn đóng góp giúp chị Kim Ngân thì dồn cái tiền đó là để thuê người nó đi người. Kiện có người nó đi kiện Thúy Nga đây nè. À, thì tôi đâu có biết cái chuyện đi kiện đâu, ok. Cái chuyện kiện tục đó là Nam Quang không có biết nha, ok. Muốn kiện gì kiện, Nam Quang đang chỉ đang nói về cái quan điểm của mình thôi. Là vì chị Kim Ngân, vì cái tương lai của chị Kim Ngân thì hợp tác làm việc với nhau, chứ tự nhiên bây giờ cãi nhau tùm lum tà la rồi đi kiện nhau nữa để làm gì, đúng không? Tại vì sao? Thì quý vị chỉ muốn là làm tốt thôi, mình có một cái mục đích chung mà. Làm tốt, làm cho chị Kim Ngân tốt, cho chị Kim Ngân, bây giờ tự nhiên đi ra cãi nhau tùm lum tà la rồi đi kiện tục nhau, bây giờ cuối cùng nó thành ra một cái nồi cháo heo rồi. À, cái nồi cháo heo rồi, đúng không? Nam Quang hối bên ai hết. Nam Quang đang nói về một cái vấn đề rất, cái sự thật trần trụi là chúng ta phải nhìn vô nó để chúng ta giải quyết cái vấn đề, chứ không phải chúng ta tránh, chúng ta cố, chúng ta quay đi, chúng ta giả lơ, chúng ta cố gắng, người ta gọi là turn blind eyes vào cái sự thật đó, quý vị không? Không nên làm cái chuyện đó, tại vì giống như Nam Quang nói, chúng ta không có nhìn nhận cái sự thật, những cái vấn đề đang những cái ung nhọt đó thì nó vẫn còn nằm đó chứ nó không đi đâu hết, và càng ngày nó càng sinh tấy lên, và mai mốt tới lúc mà nó nổ lên, nó nổ ra thì nó xịt máu mũ tùm lum tà la hết, rồi lúc đó là nó bị nhiễm trùng máu rồi đưa đến mất mạng này nọ sao đó. Cái vấn đề là chỗ đó, chứ quý vị đừng có bây giờ nhảy qua bên Thúy Nga rồi xong lại tấn công Nam Quang, Nam Quang không khe, đúng không? Quý vị tấn công Nam Quang, Nam Quang cũng đâu có mất mát cái gì đâu, Nam Quang, hoặc là quý vị có binh Nam Quang hay là Nam Quang cũng không có được thêm đồng số các bạn nào nữa, phải không? Đúng không? Đó, Nam Quang đang muốn giải, muốn gọi là phân tích một cái vấn đề. Chúng ta, Nam Quang muốn phân tích một cái vấn đề cho nó thấu đáo để mà mình giải quyết thôi. Nam Quang muốn tốt cho chị Kim Ngân mà, Nam Quang vẫn khen Thúy Nga mà, Thúy Nga làm việc rất là tốt, có cái tấm lòng vào ban đầu, nhưng mà Thúy Nga sẽ không có làm được cái công việc này lâu dài đâu. Nam Quang tin là như vậy, và quý vị cũng tin như vậy, phải không? Có rất nhiều người đồng ý với Nam Quang như vậy, chứ không phải bây giờ là quý vị nói hiểu lầm là Nam Quang tấn công Thúy Nga rồi xong quý vị nhảy vô, quý vị nói Nam Quang sai rồi Nam Quang rồi chị mũi tên này nọ xuống nó, cái đó Nam Quang nghĩ là không có đúng đâu. Ok, Nam Quang chưa bao giờ tấn công Thúy Nga hết, Nam Quang đang phân tích một cái vấn đề một cách rất là trung thực. Ok, mình phải tấn công đó, có cái mục nhọt đó thì mình phải giải phẫu nó, chứ còn không phải là mình quay đi mình nói ok không có cái mục nhọt đâu, nó vẫn còn nằm đó. Trở lại với ông, còn muốn nói gì nữa không? Thì tại vì nhân tiện này ông nói về cái nhà của ông không tên gì đó, thực ra đó là tôi với ông đều là địa ốc thì cũng biết là như vậy. Thưa quý vị, mình mua cái mobile home không có dễ nha, thưa quý vị. Không phải là mình muốn mua cái mobile home 50 ngàn, mình thấy cái năm vừa cái kịch ra cái mình mua cái mobile home là không có. Người ta vẫn phải check coi mình có thu nhập hàng tháng để mà đủ để trả tiền đất hay không. Mỗi một tháng cái đất đó là cũng phải 1.400, 1.500 ở Cali này, nghe quý vị. Và nếu mà mình không có income thì mình không thể nào mà đứng tên để mua cái mobile home đó được nha. Ngoài ra còn tiền điện, tiền nước, tiền linh tinh, bao nhiêu thứ tiền, và chị Kim Ngân phải mở lò ga, tắt lò ga, ra vô khóa cửa, rồi điện nước, điện đóm, rồi nghẹt cống bao nhiêu thứ, rồi đứng tên cái nhà thì là mua cho chị Kim Ngân, thì có nghĩa là chị Kim Ngân phải đứng tên trong cái giấy tờ, đúng không? Trong cái title. Rồi bây giờ ai là cái người đứng tên? Nhưng mà nếu mà không phải là chị Kim Ngân đứng tên, ông không tên tới đứng thì cũng là mua cho ổng như mua cho ai. Rồi còn cái năm dài tháng rồi ai là người phải trả tiền cái đất đó, đúng không? Nếu mà ngay từ đầu đó nói là chị Ngân chứ không muốn ở trong cái nhà mà lại kiếm cái nhà để vô để cho chị vô. Thì thiệt ra tôi thấy cái chuyện này nó không có hồi kết, ông ơi. Thiệt, cái vụ mà mua nhà cho chị rồi xong rồi trả tiền đất rồi chị không có credit, rồi không giấy tờ gì, rồi ép tên chị vô, rồi người cố sai, rồi nó phiền phức lắm. Trời ơi là trời, nó quá là phiền phức. Do đó mà bây giờ Thúy Nga đi nữa hay ai, bất cứ ai mà theo chị Kim Ngân thì gia đình giúp chị Kim Ngân thì gia đình cũng phải nên đánh giá cao và biết ơn, người ta đừng có nên thưa kiện. Thưa kiện đó chính là một cái điều không có hay trong cái văn hóa, trong cái cách mà tình người với người đối với nhau,
không đến mức mà cần phải đưa kiện mà ghê gớm như vậy. Và bây giờ mà Thiên Nga mà có bỏ cuộc nửa chừng thì tôi cũng không lấy làm lạ, bởi vì cha mẹ ruột rà đi, anh chị em ruột thịt đi, mà đến lúc mà không có kham nổi nữa thì cũng phải bye bye cho vô viện dưỡng lão hay là viện hay là viện phục hồi hay là cái gì đó. Cho nên dù như thế Nga theo hay là không theo, nhưng mà tôi khẳng định lại, đây chính là cái bước đầu mà mình thấy được một cái hình ảnh đẹp giữa hai cô gái cùng ăn lọc tổ, cùng đứng sân khấu, mà người này lo cho người kia còn lo được tới bao lâu thì mình không biết. Nhưng mà không có nghĩa là Thúy Nga bỏ cuộc nửa chừng hay gì gì, cái mình đánh giá sai hay là mình mẹ bày đặt trên giờ bỏ cuộc. Tôi không có vậy, ý tôi là khác. Dù sao cũng là một cái bước khởi đầu để chúng ta thấy được cái tình cảm giữa người với người với nhau. Rồi còn cái chuyện gì mà sắp tới nữa thì chắc là mình phải coi những lời comment để mình qua cái lời comment để mình biết được cái ý của khán giả, hoặc là biết được cái câu chuyện là nó tới đâu. Bởi vì bây giờ tới 86, Dũng nghe nói là tới 86 cái video clip, thưa quý vị, cách gì mà mình ngồi coi được dễ sợ vậy. Thì ngay cả những cái người mà sau này mà cũng muốn làm việc gì tốt thì cũng phải nên hỏi cho kỹ. Và như Thúy Nga hay là ai, những cái người nào mà muốn bắt chước Thúy Nga, không phải bắt chước mà là noi theo để làm những việc tốt, thì nên nhìn cái bài học của Thúy Nga bây giờ để mình có những cái quyết định là mình có nên làm hay không. Nên làm thì làm như thế nào để không bị điều tiếng, không bị đánh giá, không bị đánh phá, không bị chia rẽ, không bị tổn thương, không bị này, không bị nọ. Rõ ràng cái cuộc sống Mỹ nó khác với Việt Nam. Ví dụ đơn giản nhất, ở bên Việt Nam thấy ai quăng đứa con trước cổng chùa, tội nghiệp quá rồi, bưng về nuôi cái xong. Bên Mỹ này không có. Phải chứng minh nhân thân, phải chưa bao giờ có tiền án tiền sự, phải có đủ income, phải không bao giờ là bị cái phốt là hành hạ trẻ em, hay là mình bị bệnh hoạn, hay là có những cái như là tâm thần, hay là nóng giận, hay là hành hạ trẻ em, hay là mới được nhận đứa trẻ. Đó chính là hai cái sự khác biệt giữa Việt Nam và Mỹ, mà chúng ta thấy là nó khác biệt quá. Cho nên Thúy Nga cùng Dũng nghe là Thúy Nga nói là Thúy Nga cũng ở Việt Nam, mới Việt Nam qua Mỹ, cho nên không có rành những cái luật lệ đây, thì Dũng chấp nhận cái lời nói của Thúy Nga là cái đó có thật. Trời đất ơi, qua đây lâu rồi mà nhiều khi còn không rành luật rành lệ nữa. Do đó mà ai mà muốn giống như Thúy Nga, ủng hộ Thúy Nga gì đó, thì thấy những cái sự kiện mà như Thúy Nga thì nên có những luật sư, những người nào mà rành cuộc sống đây, nên có những cái lời khuyên, những cái lời góp ý và những cái lời điều tư vấn để Thúy Nga hoặc là những cái người sau này có lòng tốt như Thúy Nga tránh được những cái việc mà bị thư kiện, rồi bị đàm tiếu, rồi bị tổn thương mình nọ, thì cái điều đó không hay chút nào. Bởi vì tất cả chúng ta đều xuất phát từ lòng tốt, rồi cái rốt cuộc cái mình nhận lại được những cái gì mà chửi bới với lại chia phe chia phái với ra tòa rồi kiện tụng. Một khi mà mình ra tòa, rõ ràng tiền bạc nó dễ sợ lắm quý vị. Mình Thúy Nga phải mướn luật sư, mình không có nên nào thưa đi, tao đi hầu, tao tự tao ra, tao không cần luật sư, tao ra. Không có đâu thưa quý vị, mà mình mà không xuất hiện trước tòa là mình thua, mà mình thua là mình phải bồi thường cho phía bên thắng tiền tòa, tiền án phí, tiền này tiền nọ. Trời ơi, nó kinh khủng lắm thưa quý vị. Thì nếu mà thư kiện thì Dũng cũng mong là bên kia nên rút đơn thưa, nên hủy bỏ cái vụ mà thư kiện đó, bởi vì cái đó nó không có phải là cái cách đối xử có tình người. Dù sao nữa thì đừng có vinh vô cái chuyện mà Thúy Nga lấy tiền này tiền YouTube, tiền này tiền nọ tiền kia để làm có một cái vụ lợi gì đó, cái thư kiện rồi nó làm cái chuyện nó đi quá xa, thì sợ là sau này không ai dám làm chuyện tốt nữa. Mà dám làm chuyện tốt là phải tìm hiểu luật pháp, tìm hiểu đâu đó cho nó cặn kẽ rồi mình hãy dấn thân nha. Rồi xong rồi đó, ý tôi là vậy thôi đó. Thì nó có một cái chuyện như vậy, trong cái thành ngữ của người Mỹ đó, họ nói là mình đừng có start up một cái chuyện gì mà mình không kết thúc được. Mình không bắt đừng có bắt đầu một cái chuyện gì mà mình không có kết thúc, hoặc là mình phải để cho người khác tiếp tục đó quý vị. Nó quan lấy một cái thí dụ như vậy, là hồi đó ở thành phố Westminster đó, ông nghị viên Frank Fries, ông đưa ra một cái sáng kiến xây dựng cái công viên tự do và cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, đúng không quý vị? Giờ tới thăm thành phố Westminster là quý vị thấy cái đó. Thì một cái
cái khoản tiền mà người ta tính ra là khoảng chừng 400.000 đô la, cái miếng đất là thành phố đã cho rồi, có 400.000 đô la để xây dựng cái tượng đó. Thì thưa quý vị, khi mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta quyên góp được 400.000 đô la đó, cái dự án đó vẫn không có được khởi công. Tại sao? Vấn đề là mình chưa có cái tiền để mà mình maintain, mình chưa có cái người, cái tổ chức nào đứng ra để mà bảo trì cái công trình đó. Ông hiểu không? Cái bảo trì mình xây được lên rồi, nhưng mà không phải mình xây xong rồi mình quăng đó rồi để cho mưa gió nắng nôi, rồi cỏ mọc ôm tùm lên, để rồi cuối cùng cái công trình nó xuống cấp, giống như ở bên Việt Nam hay bị cái chuyện đó, thưa quý vị. Thì 400 ngàn không có đủ, thì thành phố họ yêu cầu là phải có thêm một cái khoản tiền nữa, phải raise cái khoản tiền nữa để mà dùng cái khoản tiền đó deposit vô một cái account nào, dùng cái, rồi dùng cái đó để mà trả cho những cái công việc là bảo trì, bảo dưỡng cái khu tượng đài. Thì sau khi mà có cái khoản tiền đó xong rồi thì thành phố mới cho xây. Thành ra bây giờ quý vị thấy lúc nào cái khu tượng đài cũng sạch sẽ và đẹp hết. Tại sao? Tại vì có một cái khoản tiền và có những cái hội họ có trách nhiệm là họ phải lo cho cái tượng đài đó, cái khu vực công viên đó. Thì bây giờ mình trở ngược lại vấn đề là cái chuyện của chị Kim Ngân này. Chị Kim Ngân 20 năm chị quen với lại cái lối sống đó rồi. Ok. Bây giờ Thúy Nga đem chị qua một cái môi trường mới. Ok, nó sẽ có những cái thay đổi đối với chị Kim Ngân. Thì nếu như mà nó có những cái thay đổi gì đó rồi nó ảnh hưởng đến chị Kim Ngân sau này, Thúy Nga có bây giờ nghĩ tới cái chuyện đó chưa? Thúy Nga, năm qua nghĩ, Thúy Nga không có nghĩ đến cái chuyện là nó có sẽ có thay, những cái thay đổi tâm lý gì đối với là chị Kim Ngân. Khi mà trước khi mình làm một cái gì mình phải suy nghĩ, chứ không phải mình xuất phát từ cái mình vì cái tốt cái xong mình cắm đầu cắm cổ mình làm. Người ta nói sao? Cái nhiệt tình mà cộng với ngu dốt là phá hoại. Thưa quý vị, quý vị biết là phía bên kia đó nó phá hoại như thế nào rồi đúng không? Nhiệt tình cái đám nông, đám khỉ Trường Sơn nó vô nó phá hoại thành phố Hồ Chí Minh, nó phá hoại Sài Gòn của chúng ta như thế nào rồi? Thì bây giờ nó quan kể cho quý vị một cái câu chuyện nữa, một cái thí dụ là vào năm 1994, thưa quý vị, có một cái nhà khoa học người Nga, ổng đi vô trong rừng đó, ổng đi ổng nghiên cứu đó, thì ổng phát hiện ra một cái gia đình, ông hiểu không? Ổng phát hiện ra một cái gia đình, một ông bố và ba đứa con ở trong một cái khu rừng mà hoang vắng, chỉ có một mình họ ở đó thôi. Thì sau này ổng mới biết được, ông khám phá ra từ những cái nốt, những cái sách vở mà gia đình nó đem theo đó, là cái gia đình có một bố với ba đứa con đó, là họ vì một cái yếu tố chiến tranh họ vô trong rừng họ ở, và họ tách biệt với lại thế giới bên ngoài mấy chục năm, 30-40 năm, quý vị. Thì cái ông khoa học gia này và những cái người chính quyền của Liên bang Xô Viết hồi xưa, họ đem cái gia đình đó về với lại cái xã hội văn minh của chúng ta hiện tại. Quý vị biết cái vấn đề gì xảy ra không? Mới về được khoảng chừng vài tháng là những cái người đó họ bị mắc những cái dịch, ông hiểu không? Họ bị ảnh hưởng những cái con virus mà những cái người hiện đại đó đang sống trong cái xã hội ở Moscow hay là những thành phố lớn đó, họ đã được tiêm phòng dịch, ông hiểu không? Thì những cái người chúng ta không có bị bệnh dịch là chúng ta đã được tiêm vaccine bao nhiêu lâu rồi. Những cái người kia họ vừa mới về một cái là họ bị dịch liền, họ bị rồi, xong cuối cùng cả một gia đình chết luôn. Nên ra bởi vậy cái lòng tốt của chúng ta mà nó đặt không đúng chỗ đó, thưa quý vị, nó sẽ gây ra một cái sự thiệt hại rất là lớn. Ok, năm qua không có nói trong trường hợp này là trường hợp Thúy Nga làm sao, nhưng mà ok, nếu như mà mình muốn làm một cái gì đó mình phải nghiên cứu đàng hoàng, chứ không phải là mình nhảy ra cái đùng cái xong rồi là mình
mình làm là làm theo cái ý thích của mình, rồi sau cuối cùng cái tác hại nó gây ra thì người khác phải gánh chịu. Đó là cái Nam Quang muốn trình bày cho quý vị. Cái đó là nghệ sĩ đó. Đó. Chứ không phải cái tính nghệ sĩ là gì? Tức là làm thì mình thấy feeling sao thì mình bắt tay mình làm thôi. Nó khác biệt vậy đó, nhưng mà qua đến cái xứ Mỹ này thì đúng là Nam Quang nói là mình phải có cái plan là như thế nào và nên kết hợp với gia đình của mình, phải nên kết hợp với gia đình của người ta, tại vì của Kim tại vì 20 năm nay người ta gia đình người ta vẫn theo dõi chị. Nhưng mà nghe nói là má của chị Kim Ngân cũng đã cảm ơn Thúy Nga, rồi cũng hồi đầu cũng cảm ơn, rồi cũng gì mà có nghĩa là ta cũng đồng ý, cũng chấp nhận cho Thúy Nga bằng tay vô, đúng không? Tôi chỉ đang nói về cái vấn đề là mình phân tích cái một cái sự kiện thôi. Còn bây giờ mình bây giờ Thúy Nga có cãi nhau với lại ông thư sư thích không thấy thích không tên gì đó, nó có ảnh hưởng đến các nhà sư đâu. Cũng vậy, nhà sư người ta bắt tay vô, người ta chỉ nghĩ là ô người ta làm gì việc thiện nguyện gì tâm gì đó phát tâm rồi nó, nhưng mà không phải ra ngoài xã hội rồi sống rồi phải có pháp luật rồi kia, mình phải bảo vệ mình như là bảo vệ cái công việc mà mình đang dấn thân vô. Sư cũng nên nghĩ đến cái chặng đường dài là ai sẽ chăm sóc chị Kim Ngân, chứ thôi để mình chỉ bật ga lên mà nó cháy nổ nguyên một cái nhà đó, hay là quên tắt ga, quên tắt điện, rồi bao nhiêu cái chuyện do một người mà không có tỉnh táo sẽ gì kỳ trời sao tên tôi lùi với này à, sao nó cứ quay vòng tròn mà. Thì nó sẽ xảy ra nhiều cái việc không có hay, thì không phải là một mình chị Thúy Nga không, mà ngay cả sư không tánh hay là sư không tên gì đó, tất cả mọi người đều phải biết về pháp luật rồi phải cư xử với nhau cho nó tình người, đừng có làm tổn thương cái người mà, mặc dù là có thể là mọi người biết là nói Thúy Nga sai này sai nọ sai kia, nhưng mà không nên tổn thương, không nên làm tổn thương cái người mà có cái ý tốt, mặc dù là có thể người ta đi sai đường hay là ta khơi đi không đúng luật hay là gì đó, nhưng mà nên ngừng lại, đừng có leo lên trên giống như cái anh giai, đừng có leo nó chửi Thúy Nga là con hề rồi xong rồi nói chửi qua chửi lại với lại cộng đồng mạng, thì cái điều đó làm xấu đi tình hình thêm thôi chứ không có hay. Rồi thì thật sự ra nè, Nam Quang không có muốn đi sâu vô cái chi tiết những cái bệnh tình của chị Kim Ngân, thưa quý vị. Nam Quang biết về cái bệnh tình của chị Kim Ngân rất là nhiều hơn những cái người mà đang nói là Nam Quang không có hiểu gì, giống như Thảo Hương nè, nói là Nam Quang đừng có phân tích một sự việc về tinh thần, bệnh trầm cảm của Kim Ngân rất cần sự quan tâm của Thúy Nga rồi nọ. Nam Quang biết chị Kim Ngân trước Thúy Nga mà. Thì cái vấn đề chỗ này, thưa quý vị, là cái bệnh này của chị Kim Ngân á, nó xuất phát từ nhiều cái vấn đề lắm, ok? Quý vị không có biết đâu. Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ bây giờ mình ngồi đây mình nói hết tất cả những cái thông tin về chị Kim Ngân, những cái này gia đình của chị Kim Ngân đâu có muốn là được công bố public đâu, phải không quý vị? Không có nên như vậy. Mình chỉ nói về cái vấn đề là bây giờ mọi người ngồi lại với nhau để mà mọi người làm việc với nhau. Sao nó bị đứng rồi? Sao làm sẽ kỳ bên tôi cũng vậy vậy? Hay là bên kia cúp internet rồi? Cái này của tôi nó hết pin rồi không anh? Dạ. Thôi vậy ra có tình trạng có gì các bình ngưng đi có gì qua tuần sau. Ok rồi. Qua thứ năm. Rồi cho tôi nói hết cái này xong cái này nữa xong. Cái bên Facebook nó bị đứng rồi thưa quý vị, tại vì cái phone hết pin. Ok. Bây giờ nói thêm chút xíu nữa bên YouTube. Thôi. Thì cái bệnh tình của chị Kim Ngân á. Nó xuất phát từ nhiều cái yếu tố lắm, chứ không phải là bây giờ mới đây rồi bị trầm cảm rồi xong rồi ngồi nói chuyện hồi là chị hết đâu, không có đâu. Cái bệnh của chị nó phức tạp hơn những cái mà mọi người biết nhiều, chỉ có biết qua clip đồ này nọ thôi. Có bao giờ mà mọi người ngồi nói chuyện trình bày với lại gia đình chị Kim Ngân rồi coi cái hồ sơ bệnh lý của chị Kim Ngân chưa? Nếu như mà quý vị có coi cái hồ sơ bệnh lý và Thúy Nga có coi cái hồ sơ bệnh lý của chị Kim Ngân rồi á, ok, thì ngồi lại nói chuyện với Nam Quang thử coi làm sao. Nam Quang với lại anh Nguyễn Tiến Dũng á, chúng tôi nói có chứng, nó có sách mách có chứng. Ví dụ giống như cái chuyện mà cậu bé ở bên Houston chết á, phải có cái giấy chứng tử đàng hoàng, chúng tôi mới nói chuyện về chuyện đó. Thì chị Xuân Lộc nói là thằng bé chết lúc 11 giờ hả?
hay 1 giờ sáng gì đó trên tay của thứ ông 4:28 sáng ông Võ Hoàng Yên, nhưng mà thật sự ra cậu bé nó chết lúc 4 giờ mấy đúng không, với chứng tử nó có nó nói như vậy. Thành ra thật sự ra đó chúng ta chỉ nói khống khống thôi à. Ok, ra nó quan bởi vậy nó quan không muốn nói chi, vô chi tiết là tại vì ok chúng ta ai cũng chỉ biết. Quý vị á, đa số quý vị coi bên YouTube, quý vị có bao giờ tiếp xúc với chị Kim Ngân giống như Nam Quang với Tiến Dũng chưa? Chưa phải không? Ok, thành ra quý vị cũng đừng có mạnh tay mà gõ vô nói là Nam Quang không biết gì. Nam Quang biết nhiều hơn quý vị rất là nhiều. Ok, Nam Quang đã ở cái xứ Cali này 27 năm rồi. Thành ra khi mà Nam Quang nói, Nam Quang vẫn nói về cái gọi là cái quan điểm mà mình muốn tất cả các bên ngồi với lại với nhau để làm tốt cho Kim Ngân, chứ Nam Quang không có chỉ trích. Nam Quang không chỉ trích là tại sao cái này, tại sao cái kia. Ok, ngồi lại làm tốt cho chị Kim Ngân đi. Nhưng mà phải làm tốt làm sao? Là làm sao cho nó đúng á, chứ không phải là bây giờ mình thấy một con cá mình bắt. Tôi nói thiệt với ông, hồi xưa quý vị có nhớ không, mấy con cá đó mình đem con cá ở nước mặt mình thảy vô, mình bắt con cá ở ngoài biển đúng không, mình đem cái nước đó mình đợi trong cái nước đó mình đem về nhà, cái xong tới lúc mà cái nước biển đó nó hết rồi, nó thúi quắc lên, xong mình bỏ nó qua cái nước giếng hay nước romine của nhà mình, con cá chết ngắt. Phải không quý vị, có phải là mình tốt không, mình thương con cá không, con cá chết ngắt. Thành ra bởi vậy chị Kim Ngân chị đang happy, chị đang vui vẻ với lại cái đời sống homeless của chị 20 năm nay. Bây giờ mình đem qua một cái môi trường trong sạch rồi nọ, mình có nghĩ là nó thích hợp với chị hay không? Mình phải nghiên cứu chứ không phải là đùng cái mình muốn làm là mình làm. Cái đó là cái Nam Quang muốn nhấn mạnh như vậy trong những cái trường hợp sau này, chứ không phải là tự nhiên mà bao nhiêu homeless ở khắp Bosa này. Quý vị nghĩ là chính phủ với là Orange County họ không có những cái chỗ, cái shelter để cho những người đó họ vô họ ở hả? Có hết, nhưng mà họ không có ở, họ đi ra ngoài họ ở. Anh đừng có mạnh miệng mà nói với Nam Quang là Nam Quang không biết. Nam Quang biết nhiều hơn quý vị. Ok rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi rất là dài rồi, từ 3:30 đến 6:30 phải không? 6:30 hả? Đúng rồi, 6:45 đâu ra bây giờ nói gì mà nói dữ vậy? Nhiều chuyện. Hai cái thằng cặn bã này nói chuyện nhiều chuyện. Ok rồi, Dũng cũng vậy nha, cảm ơn quý vị. Thì cái chuyện của chị cô Thúy Nga này, dù sao Dũng cũng thích cái cách của Nam Quang. Không phải lúc nào mà hai anh em cũng là cùng chung một cái suy nghĩ vậy. Bởi vì Dũng có cái nhìn khác, Nam Quang có cái nhìn khác. Mà như vậy cái cuộc nói chuyện gì nó mới thú vị thưa quý vị. Có thể là sẽ khó hiểu đối với một số các anh chị, các bạn, các cô bác ở bên Việt Nam. Nhưng mà Dũng đọc thì Dũng thấy là có một số người không hiểu, nhưng mà Dũng thì Dũng hiểu là Nam Quang muốn nói gì về cái sự kiện của chị Kim Ngân. Ví dụ như Nam Quang có nói về cái con cá nước mặn, như Dũng cũng hiểu nữa, không phải không? Nhưng mà có số người có thể ở bên Việt Nam sẽ không hiểu. Mình Mỹ thì mình đặt rắc rối, mệt quá thì thích nuôi, thích giúp thì cứ việc giúp, không phải vậy thưa quý vị. Rồi ok, thôi mình chào tạm biệt ha. Rồi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúc quý vị cùng gia đình với những ngày tháng thật là vui tươi, hạnh phúc và bình an. Bye bye, hẹn gặp lại.